34 căn hộ cho thuê ở Đà Nẵng. Ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Lê Văn Sơn ký ban hành kết luận thanh tra công trình xây dựng trái phép của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đường Lê Quang Định, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Kết luận nêu rõ, bà Huyền được Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ được cấp phép xây dựng 5 căn nhà ở riêng lẻ tại các thửa đất được đánh số từ 27 đến 35 đường Lê Quang Định, tổ 30, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ vào tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng, cơ quan chức năng quận Cẩm Lệ phát hiện công trình của bà Huyền không xây theo giấy phép được cấp mà đã hô biến thành 34 căn hộ, trong đó một căn hộ để ở và 33 căn hộ để kinh doanh cho thuê. Theo quy định, những thay đổi nêu trên phải thực hiện thủ tục điều chỉnh của giấy phép xây dựng. Thế nhưng, trong quá trình xây dựng bà Huyền đã bỏ qua khâu này, trong thời gian xây dựng trái phép, bà Huyền được ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án nhà ở gia đình kết hợp với nhà trọ phòng tài chính kế hoạch quận cẩm lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú dài hạn với tên đăng ký kinh doanh là white house sở tài nguyên và môi trường đà nẵng cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo đúng hiện trạng tại năm công trình kết luận thanh tra của quận cẩm lệ cho hay ba huyền sử dụng nhà ở không đúng mục đích công năng sử dụng theo giấy phép xây dựng đã được cấp đã vi phạm khoản 11, điều 12 luật xây dựng năm 2014. bên cạnh đó Việc sử dụng nhà ở riêng lẻ và hoạt động kinh doanh cho thuê nhà vi phạm khoản 3 điều 68 nghị định 78 năm 2015 về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Theo kết luận, với hành vi xây dựng sai phép của bà Huyền thì buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ chỉ đạo không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này vì cho rằng có nhiều nguyên nhân khách quan và việc xây dựng công trình sai phép vẫn hợp mỹ quan đô thị với những sai phạm trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ giao các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân, tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường, đồng thời kiến nghị xử lý cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ vì đã đánh giá, xác định chưa đầy đủ các hành vi vi phạm đối với các công trình nêu trên. Theo tìm hiểu, các căn hộ cho thuê của bà Huyền được thông báo đã hết phòng, mỗi căn hộ cho thuê có giá 2,2 triệu đồng.